Chào cả nhà nha. Hôm nay bị ông dính nói chung là báo nên là anh em mình ở nhà. Anh em mình thiết cơ mớ bì chầu dừa đây. Đó đặt mớ che. Che gọi là được là những cái bóng đỡ cho kia là đúng như cả nhà. Đây. Mớ tôi vô đây. Mình với em Huy mình đang dọn. Chắc giờ rất đính nhưng cả nhà. Mình bọc vô tới 12 giờ lận. Cụ hú nè. Đó, cụ hú ấy. Đó, chú thưa mình đang chỉ đạo em Huy mình và em Phương mình tiết ra những cái nha. Ờ. Tiết để cho nó lão cái chầu dừa hơn và nó có bóng hơn. Rồi. Có ấy chứ cũng có thường trưởng không có thường trưởng anh đâu. Nói nó có. Ờ. Nó thành công à. Thành công làm từ về nước cho tôi bơ đúng không ạ? Ờ. Thấy. Đúng rồi. Hai cây đúng không? Tụi mình chỉ được hai cây nhưng cái nhà chứ không được một cây. Nó đứng kia có là kia cam mực lá. Đủ loại kia nhưng cả nhà rất là hấp dẫn. À, đây là chú bảy của mình cũng thường trưởng mà giờ hiểu không? Rồi. Một thau á, một thau thường trưởng á. Chúc thấy giờ chúc khỏe. Ờ dạ. Dạ dạ. Rồi. Chặt được hai luôn. Rồi chỉ cần hai đây đâu. Trên đi nữa. Ừ, trên anh với con. Wow. Trên đây có không? Trên đây cũng có đấy. Trên đây không còn. Đây nè, ông Dương khúc ở trên nữa đây. Đây này, đây này, đây này. Chút nào còn nhiêu đâu, thôi. Thôi chị ơi. Riêng. Ờ. Ừ. Con phèn đây nè. Thì ít thôi. Con đây còn được. Dạ dạ. Con cũng cho bà không chịu. Ủa cái bớ nhông gì khớ không? À, cái đồng tiền. Không nhông gì khớ chứ không phải đồng tiền. Nhông gì khớ dây quán cục dây. Lấy cậu gì nó lấy cậu đó cậu. Lấy cậu gì. Đó. Tụi bị mới nồng làm miếng của hú nhanh kìa nha. Ngon. Ngon. Lấy vô bỏ vô lấy cậu bà, mua trà heo để dành sẵn cho hầm mà rồi đây nó không có trái nè thành nó ngọt cho sao
Có cây cây đi cây trái mà. Cây trái đâu thấy cũng có cây trái. Có cây gò lắm á. Nó có ấm dưới mà. Đang ấy á. Thì dính dây điện. Nó giờ cần ông ơi cầm gò không có tới nào rồi. Cây gò. Kệ kệ hết bò vô đi. Kệ vô chéo bò với ấy hầm hầm dạng heo. Kệ vô vô cho mày kệ cho dưới tao về à. Cách ngang qua đây nè. Nó ít lắm thôi à, nó cũng hủi. Anh mới vô bà hầm thịt cho bà bắt đó. Anh đây con bắt học không? Dạ dạ. Lấy cái dưới đó con cậy hầm được á. Nó còn ngon hơn măng nữa mới là dưới đây nè. Đây à? Bỏ vô. Cậy nó vô nó cắt hầm. Con lớn thích anh. Còn cây cây canh cho nấy gì chở nó không vậy? Cho tao mình lớn khúc. Ở đó tao dùng hả? Nó lớn khúc rồi lớn khúc. Nó có được tên nhâm là gì? À, thường mình giờ đem mâm lên bỏ đựng những cái nha, quá nhiều. Trong cây dừa quá lậu. Không, hơi mấy cái đấy dừa dừa thường là dè nhưng mà dừa hầm thịt. Dừa hầm thịt thầm. Quá ngon. Được không? Ngon. Ngon. Bà chọn hắn gồm có gồm đây là chọn bắp đây đây nè chút đây à đó rồi trong cái dừa quá lợn nhưng cái nha dừa cả trái anh dừa có hũ hũ để anh nữa có bị đó là mà cái à quá lợn quá lợn mình khuyên mọi người nếu nha cả đất nên trồng dừa nha. Quả cũng rửa gì rửa vậy nó mới ngon dầu giờ phải rửa sạch rồi mới ăn kìa nha. Nó cho hồi dài nhỉ, hơi thơm mà thật chứ ngon không? Nó mới nhịp anh. Ồ. Đấy. Nhiều đây một đống đấy mà. Nhiều đây. Ồ. Vũ mà. Giờ biết nhà nhậu này không? Ờ. Chiều nay mấy anh em mình mới dọn dẹp mấy bị đồ vô nha cả nhà. Ông Trung Ương mình mới tới nhưng mà mấy anh em mình lấy đi không? Chào. Giờ em tiếng của mình là chiếc xe vô. Giờ em Phương mình giữ mình giờ em tiếng mất là giờ đi lên trên nhà trên của mình chạy đâu vô qua nâng nâng kiểu đi đường luôn vô nhà mình mấy bạn à đây là nhà cũ của mình để giờ vô mấy anh em mình là chặt ít bì từ vô đi đồng quan em lô, trai của mình lô cái bài à ha ừ chặt cái chung chế gì nhà anh mày mà chưa gì đâu. Tôi hả, công chuyện mình làm với anh, tôi thì anh uống nôn gì đâu không? Bên này chặt dừa, bên chặt dừa, bên này chặt chào dừa, cho bên trái, bên dừa. Lực lượng có hay không thì có đủ không chưa? Đi qua, dân đi làm cái dừa là ra trái. Được em. Ai? Ai lên trên đi. Kì lên rộng em. Dạ không, dạ chặt luôn không? Cùi lên cẩn thận em, hả? Kì. Lên cẩn thận. Hạ cái bụng dưa đây xuống trước à? Chứ không là nó vướng rồi. Lên bình thường thâu, lên từ thâu. Hải vô rồi. Em tui bà ạ. Cô sơ ra cái tủ cái kén. Wow. Dưa dưa rồi, hai dưa xuống. Đây, bán bụi kia kia đấy. Chỉ làm bộ cho điện hay cái tay nữa. Điện thôi. Cái điện hay như kia. Quen, nhảy vô kéo từ dưa xuống xe luôn.
em rất chuyên nghiệp về chiều dưa nha cái nha. Đúng đâu em hơi vừa lần ấy em trai tôi đây đang đỡ từ ruộng của tôi những cái nha. Quay hả đem đây em, đem chào dưa đây em, đừng chậm nhanh. Đây là em tí của mình. Em tí của mình thì nói chung là năm nay em mới 22 tuổi những cái nha. Nhưng mà mới quen người yêu ở trên hồ sân rồi nó chuẩn bị nó đồ cứu vợ những cái nha. Nên là anh em mình cũng chuẩn bị tiêm không? Đỡ liệu. Em tí tôi y bài à. Đó. Nói chung cái gì là anh em mình cũng kích nha của em hơi của mình là cũng một mớ bị đâu vô đâu, nhưng mà số lượng nó không đủ tiêu chuẩn để làm chè bi nhưng cái nha, nên anh em mình phải chặt thêm một mớ nữa lên nha mình đi. Em mình còn đây là chi vận chuyển tiêu dừa của mấy anh em mình đó, chi này vận chuyển cũng khá là tốt nhưng cái nha. Và em của mình, em quen của mình chỉ là lái những cái nha, không có sao hết. Đó, đi bạn. Mà chơi dừa đi, đẹp của dừa, dừa hiếm luôn những cái nha. Đây là dừa của miền Trung luôn những cái nha. Một cái dừa rất là to. Em ơi, em lên cho cái nha biết. Dừa. Ê bài. Chào mọi người. Chào mọi người nhé. Ê bài. Chào mọi người nhé. Đây là anh trai của mình, anh trai mình hôm nay gia nhập vô cái nhóm ẩm thực biểu của tụi mình. Chào mọi người nhé. Hai chị dừa quá to. Bỏ tao lên. Hai chị dừa quá to. Đúng rồi. Hai chị dừa quá to rồi. Đẹp quá này. Má này. Này em tui. Cô bị đâu? Nói chung là bị dừa quá là tốt luôn nha cả nhà. Bị dừa quá là to luôn. Bye bye. Nói chung là dừa đây là nhà của mình nên anh em mình mở lên chặt đồ nha cả nhà. 10.000 bị. Chứ còn mà nếu mà riêng người ngoài mua thì một bị tàu dừa là 10.000 nha cả nhà. Là 10 kia. Rất là hiếm. Nói chung là dừa ở chỗ mình này rất là hiếm. Đúng rồi. Đúng đâu, anh em mình tuy là thiếu tiền nhưng mà không bao giờ thiếu tiêu dừa nhưng cả nhà. Thiếu tiền thôi. Đây, mấy anh em mình lên. Xin nào. Đây. Dạ anh em mình lên chi đi đẹp biếu những cái nha. Hai lên đi. Mọi người xem kênh mình nhớ cho mình một lượt like và một lượt ký những cái nha. À, giờ em tí mình đang chạy xe. Chứ mình không dám giao cho em ven của mình. Em ven mình cũng khá là nguy hiểm những cái nha. Nói chung là anh em mình cần cái biếu như kia nha. Nói chung là động đường của tụi mình từ nhà mình ra ngoài biếu tầm tầm khoảng 5 phút thôi như kia nha. Rất là nhanh. Ồ, đổ đâu không sao hết. Không, chạy ra luôn. Không sao hết. Chạy ra em.
Đi đi ơi, mấy anh ra khiêu vô. Bỏ xe đi. Bỏ xe rút bì xuống em ơi. Rồi em mình là chở lỡ quá tải lên kìa nha. Nó là anh em mình phải dùng dèm xí. Bánh! Hey! Đây! Anh em mình giờ phải phụ khiêm xuống lên kìa nha. Rất là nhanh. Một người một vị thôi. Đó là những anh em của mình. Anh Vũ của mình thì anh trai của mình thì mình sẽ cho 2 điểm vào để cái chê này nha cả nhà. Nếu mà 10 triệu thì ông sẽ được 2 triệu. À, em bé của mình. Em bé của mình sẽ không phải em à. Họ lão nhận của mình nếu mình được ít tay vô đó. Bây giờ anh em mình chỉ làm công việc xem rồi giờ anh em mình. Lấy mấy giờ anh em mình chỉ ra chặt uống cho nó mát cả nhà. Thì có sức lực. Còn thằng bạn của mình đây là thằng Tâm làm biếng cả nhà. Quá làm biếng. Thằng bạn mình chỉ không có một điểm nào luôn. Em có anh Vy. Có, em chỉ có. Rồi hết. Vy. Đó. Đây là cái bụi dứa của ở vườn mình cả nhà. Bụi dứa này nem tầm khoảng 40 năm rồi. Quá là lâu đâu luôn. Đây là biếng của ở vô mình. Mày. Gì em? Bỏ lại. Ờ đúng không? Đấy, giờ thì em trai mình là xì lọc vừa nha cả nhà. Mọc tay vừa giờ là thách thức tới xì lọc chỉ trong tâm một phút thôi nha cả nhà. Cố lên em. Luật thì không tới một phút luôn nha cả nhà. Tâm đi đâu mẹ. Đi được, mới đi được này. Quay quay uống nè. Em mình là lọc dừa khía là đỉnh cấp nha cả nhà. Cho bên hồng cái. Cho bạn cái. Đồ không? Đồ không? Cho bạn cái. Đồ không? Đồ không? Đồ cho bạn cái em, cho bạn đúng không? Cho bạn cái. Rồi, cho bạn hồng mình cái. Đi vô luôn. Đúng không ạ? Đi vô đi. Đi vô luôn. Bảo lọc không được thì mình lọc cho bả luôn nha em Phương. Vương lọc đi mình đi Phương. Em lọc con xem mình cái nha. Đi vô lọc kia anh. Vô lọc kia. Trời anh em mình mà còn kia em. Mình còn sống sinh tồn mình. Có hai trái buồn khác. Bò một trái dưa rất là to luôn như cái nha. Nhưng một trái dưa bình thường rồi. Rất là to. Đó mình kèm tay mình lên đây. Nhưng mà em kia mình giờ là lọc chỉ có bao nhiêu đây thôi nha cả nhà. Rất là nhỏ luôn nha cả nhà. Nói chung là trái dưa thì vỏ nó rất là nhiều. Đó, em. Anh. Đúng ạ. Giờ em thấy mình sẽ hưởng sái. Quá là đã luôn. Quá ngọt. Em biết. Quá tuyệt vời. Wow, em quen mình. Giờ tao lột mình nha cả nhà. Mình cũng mời cả nhà luôn, làm một miếng vô. Đây là cách tên bị tiểu dừa vô dây để làm chè nha cả nhà. Thấy không? Giờ chung mưu mình đang đen. Tại vì chung thưa mình làm thành phẩm không? Chung thưa mình làm thành phẩm giờ giao lại cho chung mưu. Thì chúng chung thưa và chung mưu thì hai người là đi bạn bên ghi ẩm thực biển Phú Yên của tụi mình. Mày gốc á. Nói chung là kinh nghiệm cho nhiều mơ làm được mấy công chuyện đây nhưng cả nhà. Chứ mà kinh nghiệm mới không. Nem hai nem là không được đen chia là chết luôn á. Dục xuống biển cái là con lấy lên con sợi dây không nhông thôi đi gì. Dục lên dây xuống lấy sợi dây không à. Ê chú tôi, ê giơ tay lên. Đây là ông chú tội của mình. Ông không nên bên biển mà ông nên bên đất luôn kìa nha.
Đây là cách lấy ông tính xét nhất luôn này. Đây đây bảo quá. Rồi quá đỉnh cấp đó. Quá đỉnh cấp. Đúng là thuyền trưởng làm gì cũng giỏi nhưng cái nha. Bài bạn nhiều mơ đi chắc dư thôi không nhiều không sợ thiếu lo mình là dư thiếu nè thiếu đi thua kia mà thua nè xong đi nhiều vô đỡ lên nữa nói không bao giờ đỡ đi đậm vô đi đậm vô đi cảm thấy còn mơ nhiều vậy đi đậm mình thiếu che tàu dưa đâu mà mình đều thiếu tàu dưa đâu thôi mọi người nhớ xem kênh mình nhớ cho mình một lượt like và một lượt đăng ký nha cả nhà đỡ mình có động lực làm nhiều clip có ý nghĩa về biển hơn nha cả nhà. Biển chiều quá là đẹp. Nói chung mà ngư dân biển chiều thì cũng rất là nhiều công chuyện tấp nập nha cả nhà. Ở dưới đây cũng có một nhóm ngư đang làm công việc y chỉ tụi mình cũng đang mơ đỡ bà chị chặt kia nó đứng bóng nha cả nhà. Bố ơi, chào chào cả nhà đi em. À đây. Bye bye. Xin chào cả nhà nhé. Hai anh em mình là mấy anh em mình làm đã hai xi đâu mà giờ không ở đâu nữa. Nên cho mấy anh em mình chở tiếp một xi nữa là xi thứ ba nha cả nhà. Nhưng mà ở đâu làm tập đồ mà che lắm. Đâu, quên. Quá rồi tôi chưa? Đó, chào mọi người anh. Chào mọi người anh. Đây, đây là cái bài. Mình kêu người biết.
Trồng dừa, trồng thơm bên này hôm mai giờ đây nó thành vải cả nhà, cũng có xem không ạ? Quá là đẹp, 80% màu. Đâu lại đây? Đấy, trồng thơm bên ạ. Đúng là thiệt chướng như cũng dối cả nhà. Bây giờ chạy khu nghỉ mát của mọi người. Chiều biển nắng nóng thì cả nhà mọi người nổ ra về đây nổ ngầu cho mát. Chạy khâm mà quá là nhiều luôn cả nhà. Giờ chúng thua mình liếu hôm mai giờ đã không thiếu những cái nha. Không thiếu hết đâu. Cũng khía là nhạc công những cái nha. Làm một cái mơ như thế này tầm khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Mà gọi là những người rành rỗi chứ không. Những người không rành là khi làm cả 2-3 tiếng cũng chưa xong. Giờ tao được làm như thế này xem đâu giờ em hơi mình lấy thêm mấy sợi dây đi. Đỡ đen vào lặn thêm nữa cho nó chắc chắn cái nha. Ừ, tao sợi dây cáp. Dạ. Giờ đây là làm xem hết giờ em hơi mình chuẩn bị liếu sợi dây cáp thêm vô cho nó chắc chắn cái nha. Trước leo đi tầm. Leo chiếc leo cổ bấm cho đi. Thôi, chiếc leo chiếc leo cổ bấm cho nó 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 nó nằm dưới đây này. Nó không bị lại nha. Hồi liêu tận vô được không? Hồi liêu dây, thiêu dây không, lúc thì vô tí. Đó chiếc bên đây không à? Rồi, được. Rồi, leo vô cho nó chích hơn nghìn cả nha. Bộ. Leo, đẩy vô. Đúc ở đây. Sợi đây. Mấy chú kéo mình làm từ 4 giờ trưa tới giờ nhưng cái nhà giờ là tao xéo giờ tao đâu. Nãy giờ nó đã hôn thiệt đi nhưng cái nha. Rất là công phu em. Đó. Rất công phu. Còn cái bia đây ngồi răn làm là nên tâm là nửa tiếng mà ngồi mà không răn là phải 2 tiếng như thế nha. Giờ mấy anh em mình chờ tầm khoảng 3 đến 4 ngày là bị chè nó khô rồi đỡ cho nó có bóng thì tụi mình sẽ đặt chè xuống biển như thế nha. Cái nhà nhớ đón xem clip của tụi mình. Chà hôm giờ bỏ 4 ngày khô nhưng cái nhà. Giờ mấy anh em mình chuẩn bị mai đẹp. Giờ anh em mình rèn gánh đồ hết. Rèn mới gánh hết đồ vào bọc két đồ hết đồ sáng mai sáng sớm 4 giờ anh em mình sẽ đẹp che những cái nhà. Giờ em Phương mình đang rèn lại. Đó, Phương mình đang nghỉ bài ạ. Ờ, cọc hai cục nữa. Đang đeo cùng mấy cái bao đây nữa, chúc tụi mình vào cát. Giờ mấy anh em mình đang ganh xem bao giờ mấy anh em mình xuống vào một cát cả nhà. Xuống ngay chỗ nào hơi xuống ngay chỗ mình đặt chứ ai đi mạnh đi bạn đi mạnh lên đâu nghe đấy được thôi nha. Giờ mấy anh em mình chỉ giao bao két đi nha. Chào chục bao ơi. Lấy chục bao rồi chút nữa thêm nữa. Đấy,
Đúng rồi, biết đánh cái cơn gì không? Dạ biết. Cơn gì? Đúng rồi, ơi bà à. Ê bà nhớ giờ đừng cưới hết đi. Dạ. Ừ. Chạy ra đâu lớn lắm, đem cua ra luôn. Rồi bây giờ đổi kiếm cô. Giờ mấy anh em mình đang gần xong rồi anh. Ồ, rèn phải đổ cái đai, đổ sỏ cho vô nhìn kìa nha. Giờ mấy anh em mình xuống đặt chè luôn nhưng kìa nha, chứ không chờ sáng. Giờ mới mượn anh thần của mình thúng được nên anh em mình đặt luôn. Em Huy mình giờ lên xuống. Mưa này khá nặng luôn anh em. Ê, phụ lên như thế này. Ủa lên vô bạn ơi. À, một cái mơ cho em, một người lên không nổ nữa nhưng kìa nha, phải hai ngư à. Hai người lên mua nổ. Gần tao đứt rồi. Anh trai mình em Phương mình làm chuyện quá nhẹ nhàng đi. Ồ, coi chung, coi chung đâu. Coi chung sao đây, đi ra con. Em làm mình giờ là kéo thúng xuống đi. Ôi bà ạ, wow, cái thúng đi thôi. Mình kéo thêm một cái thúng nữa Phương ơi. Mình mượn thêm một cái nữa. Đi nhanh đi bạn. Nhanh đi. Nấu không nấu. Biển chiều đếm chị nhỏ đếm quá đông luôn nhưng cả nhà. Rinh vô vòng mới ăn cơm mình khóc mẹ mặt mày ngồi. Ủa coi em Phương nhanh đi, khó bộ nhanh đi, thiếu nhân công rồi mà ngó đem bao rồi 13 mà. Mình sao đấy anh à? Mới vô lấy cái dây không Huy? Không có sợi dây mới mà không giấu chứ. Wow, em Phương tôi thấy không rồi nha. Chuyên bọc két to hơn con mưu luôn mà. Bọc bao này tầm khoảng bao nhiêu ký em trai? Em trai, Phương. Bao này tầm khoảng bao nhiêu ký? 50 ký á mọi người à. Wow. Lên. Sao đâu, không sao đâu. Không sao đâu. Đi.
bỏ hai đồng đi. Em Long bây giờ nó dùng thô. Đó. Đúng rồi bạn. Đồ mơ cho anh em mà chọn được cái thúng đúng không? Dây. Đây là giấy không? Em biết à, muốn biết à? Đi đây. Giờ anh em mình đi hai thúng nha cả nhà, giờ cho thúng đi ra trước. Thúng đi em Huy, mình giờ em Lâm mình sẽ lên trước. Quá là nặng luôn nha. Đi đây, mình đi thúng đi đây. Lên. Vô. Để dâm lên. Cho anh mấy hả? Từ bạn ơi. Các mình đã chưa có chuẩn bị được những cái món đồ cúng từ giờ em Lam mình vừa em Huy mình vừa mấy anh em mình vừa bao ra điểm rồi đặt chưa nhưng cả nhà. Nói chung là bao đi tầm khoảng 5 phút sẽ tao điểm. Đó, điểm là mình điện sôi đây. Thùng đi là chúa các yêu mơ che thì nó khá là nặng nên là nó đi chậm hơn thúng tụi mình một xí. Mới nhiều quá đẹp. Giờ nước nó chạy lên quá trời lên nhưng cả nhà nên em Lam mình vừa tụi mình bơi lên không nấu được nên giờ tụi mình xuôi lên trên để đặt cái chè ở trên đây luôn, còn vài bữa nữa tụi mình sẽ đặt cây chè ở dưới. Giờ em Lam mình là bơi lên luôn. Ai? Wow, thúng chỗ gặp gờ luôn. Quá hải. Ai? Thúng mình dẫn nhau. Đó, em Long bên con bao tư chỗ điểm đặt treo nhưng kìa nha. Anh em Long mình bao qua trước lưu đêm này là sĩ tớ. Nhìn cái thúng em Long mình giữ trước lưu đêm nó như con voi con kiến vậy. Đây là những chàng trai biển đi câu mực, hành ngừ câu mực nghen cả nha. Bao bình thúng. Bò lướt luôn lên luôn em trai. Thì thúng câu mực cùng đây là một chiếc ghi lưu trú ở là ba cùng chỗ mình giờ đang chạy do kim kia đánh nhưng cả nhà chứ nó chạy khá là nhanh á. Đây là hai cái thúng của mực và hai anh chàng mới nãy mình quay.
Giờ anh em mình bao đã tao điểm luôn nha cả nhà. Giờ chuẩn bị anh em mình bỏ mưa xuống. Em Huy mình xây tớ rồi bỏ mưa. Đâu cũng đi. Thì em Phương mình bao tới cái một cái máu. Đúng này. Ngồi im đi tư. Ừ, rồi. Đưa qua đây, ngồi lắm. Đây. Từ từ ngồi im đi. Thì tư ngồi lại, tôi cẩn thận. Ờ. Em Phương bao qua. Mày mình giờ lạnh ra đổ chỗ cái mơ ra cho rảnh kìa nha. Còn đây là cái đâu vậy chứ? Đây là cái đâu nè. Đâu là cọc ống ấy không? Ờ. Cứ ống cọc luôn cái hả? Cọc dẻo cái hả? Cứ ống đưa ống ấy. Cứ cho ống xuống. Nước lạnh không Huy? Huy lạnh gì ông ơi? Nước nó giỡn, nước chiều nó còn mát lắm nha cả nhà. Nước biển đi y bay luôn à. Trong sạch, trong lành. Quá tuyệt vời luôn. Ê, được cái xe ông cho. Xe đâu? Bao lại đi, được chứ nó làm bị bao lại đi. Lầu lại Phương em ơi. Nhảy xuống. Gì? Ừ, bao lại đi, bao lại đi. Đó, bao lại mà. Bao lại em ơi. Wow, Phương đứng cái mày dầm hồng to quá sao. Đúng. Mình nghĩ đi thôi. Đó mình quay toàn cảnh để cho cái nhà theo dõi được cái video nó chính xác nhất đặc chè ở biển như thế nào chưa? Chè là những cái mơ đây đỡ mai mốt đẹp xuống nữa nó có bóng lên cả nhà, đỡ cho kia nó to nó đứng nó trú mát. Em ơi mình đang cọc cái đeo đỡ đeo đuôi đỡ đẹp đá, còn mà cái đeo của nó là cái cục xốp đây, còn cái đuôi mà đỡ bỏ xuống dưa đấy biển ấy là cái đeo của em Huy mình đang kèm để đỡ xỏ cát vào. Chép cô cẩn thận nha em Lâm. Ừ. Cô yên tâm là cô lắng cũng đang quay nha em. Đó. Mấy bọc cát đi lật xuống cũng khá là nguy hiểm nha. Bài ạ. Bây giờ kẻ nhà mà thấy toàn cảnh anh em mình đẹp như thế nào. Em Phương mình thì vô camera thì không có đẹp bên ngoài đâu nhưng kẻ nhà. Bỏ lên em Phương. Bạn ơi bạn bao đừng có ấy. Để cho mình chiếm trọn cái camera cho kẻ nhà hiểu không? Bao xung quanh lên. Giờ em Lâm mình đang cọc thêm biết bao nữa một chút được nha cả nhà. Chắc luôn. Phương. Hơi nhẹ nhàng thôi, đúng đâu. Ui. Rồi bao hạ xuống ấy. Anh này thôi, đợi bao lại không ấy. Rồi bao lại cho nó chịu giảm thì giảm xuống ấy.
quá là mọi chè xuống biển quá là đẹp luôn nhìn kìa nha. Vậy mà sao kia không đứng được, quá công phu. Em leo mình là tạo em Phương coi bao bình tĩnh nha em Phương, cứ bao nha em. Em Phương ơi, cứ bao đem quay nha em. Không phải đâu. xét vô bạn rồi vây xét vô nữa mình quay mặt em Long, em Huy, mình em Phương, mình đỡ mọi người thấy chính xác nhất nữa khuôn mặt những chàng trai trong biển. Cô thử mấy bao? Bốn. Cọc cho nó điêu. Sao ném cũng được, không sao đâu. Xem mới cho. Cô cẩn thận anh em. Bỏ thúng lại làm gì? Rồi giờ em Huy mình phải leo bỏ xuống nhưng cái nha. Giờ đã hùng thiện xem mất đâu. Sơn Phương ơi. Wow, nó chìm xuống nha cả nhà. Bao tới bạn ơi. Đấy, chưa ngu mà lâu ạ. Đấy, vừa bà đó nó thấp. Bao tới cả cái nhung. Trời trời ơi, mà tụt cao đâu. Không mệt cho anh trai. Bơm luôn, bơm luôn. Bơm luôn. Rồi. Mà tụt kém nó tính lại không? Giờ em Huy mới lặn xuống coi thử. Dạ tụi em Huy mình giờ lặn xuống được coi thử cái mơ mới bỏ xuống nó có rấu rếm nữa hay là nó có hùng thiện. Nó có hùng thiện như lúc anh em mình đã lên cơ hạch hết không nhưng cả nhà. Nhưng mà em Huy mình nè. Nhưng em Huy mình đã báo lại đâu là mơ rất là hùng thiện. Cũng như y kế hoạch anh em mình đã bàn trước. Em Huy mình giờ này đang lặn xuống đỡ nó coi thử cái mơ có hùng thiện cho không những cái nha. Như kế hoạch anh em mình lên. Em Huy mình lên cái ống tiếp luôn rồi, đổ bất cái ống đi không à. Cái khúc dây nó tiếp vô. Em Huy mình giờ đang xuống gương cái nhà. Đợi em Huy mình xuống thử cái mơ anh em mình đẹp nó có hùng thiện như anh em mình đã lên cơ hạch hay không. Em Huy mình đã lên. Đã em Huy mình đã báo là đã hùng thiện nhưng cái nhà. Ơi chị mơ anh em mình đã lên cơ hạch. Mơ quá là y bay. Em Phương mình mới cọc ba cái ganh vô cho nó chắc chắn nữa cho tèo thuyền chạy ngang qua để thấy được khối men chèo tụi mình. Đấy,
Ờ, giờ đã xem chui hết rồi nhưng kể nha. Quá là hấp dẫn. Nước đây cũng khía là cạn nhưng kể nha. Em Huy mình mới lên lạnh. Xong thì em Huy mình nước em Huy mình lạnh tới. Huy ơi, nước lạnh tới không em? Em lạnh xuống cho kể nha, coi thử một hơi. Lạnh xuống một hơi, cái mồng nhâm két lên cho kể nha thấy đi. Đợi em Huy mình thời hiện nhanh kể nha. Đó. Em Huy mình lạnh sao chưa thấy lên đây. Đây Huy, Huy. Dục két lên Huy. Ồ. Giờ anh em mình đây trên đường bao vô nhưng kể nha. Cái che của anh em mình đặt là ở đây. Đã không tiện xem hết đâu. Anh em mình chờ nem tầm khoảng 10 ngày. Đến nửa tháng chè nó sẽ có bóng và kế sẽ đứng. Thì anh em mình sẽ đánh bếp và thu nhập nhanh cả nha. Nói chung là tới clip đấy thì mình sẽ ra những clip mới. Giờ đây clip này được chè đã hết rồi nhanh cả nha. Nói chung là cũng xin cảm ơn cả nha đã theo dõi clip này. Và tạm biệt cả nha. Hẹn cả nha trong video sau để tụi mình đánh bếp.